Đây là một chiếc DVD vừa được Đăng Phương Auto thực hiện để lắp đặt xong. C500 đây ạ. Ngoài ra thì chủ xe cũng đã nâng cấp cho mình một bộ cảm biến áp suất lốp. Hiển thị trên màn hình DVD. Rất tiện lợi và nhỏ gọn, không vướng. Có đầy đủ các thông số về nhiệt độ và áp suất của 4 lốp. Ngoài ra thì đầu DVD này cũng đầy đủ các chức năng lắp SIM 4G, nghe nhạc online, tất cả các thứ đều có như một chiếc điện thoại di động đấy ạ. Hệ điều hành Android. Tất cả các sản phẩm này thì Đăng Phương Auto đang thực hiện cung cấp. Các bác quan tâm tới các sản phẩm về cảm biến áp suất lốp, đầu DVD hay các những sản phẩm đồ chơi khác thì có thể để lại thông tin, bên em sẽ có nhân viên tư vấn ạ. Em xin cảm ơn ạ.